Chiều nay mình sẽ nấu lẩu nha cả nhà. Lẩu mắm cá linh. Đây là mắm cá linh đó cả nhà. Đó. À, mắm cá linh thì mình làm một khoảng 4-5 tháng mới ăn được cả nhà. 5-6 tháng mới ăn được. Mắm cá linh là một những loại mắm ngon ở miền Tây mình nha cả nhà. Bên đây mắm cá linh thì không thể nào thiếu rau cả nhà. Anh em thì đang rửa rau đằng kia. Rồi, xin chào cả nhà nha. Đó. Đây, mắm. Xong rồi, tới rau. Ăn mắm thì có cà nha cả nhà. Bông súng. Đặc biệt là rau dừa, không thể nào thiếu. Thêm rau nhúc nữa nha cả nhà. Đó. Ăn mắm phải đủ gia vị mới được. Rồi, rồi, coi kìa. Rau dừa ngon dây ha. Hồi lòng bây giờ nhúc. Lật đi, lật để đó luôn đi. Ngon quá ha. Cốc, cốc, cốc. Rau nhúc nấu canh chua cũng ngon lắm cả nhà. Bên đây là cá. Đây, chia ra một mớ, còn một mớ anh em mình còn nhiêu nè cả nhà. Còn ký mấy không xong? Ký trên. Nãy tính ra cỡ 3 kg lô á. Chín chín nè. Ngon lắm cả nhà ơi. Sữa ngon ngoan ngồi đó nha. Đợi mẹ dưới anh hai về. Chào cả nhà đi con. Mà xong ướp. Khỏi nha. Thử nước mà khỏi. Mình ướp gia vị sẵn ở đây rồi. Hồi cái này mình ướp thêm miếng mắm nữa cả nhà. Nó nói ra con. Dơ đó. Ừ. Dẹt tóc lên. Xíu mắm là tại mình ăn ấy mà. Xe nổ ra. Không. Cái gì? Xe nổ. Không. Chiều nay cho uống vài ly nha. Xe nổ cho. Cha nhậu ít thôi hả? Nhậu khoảng ly thôi ha. Đây, sờ chút mắm lên cả nhà. Ghê hay rồi, biết cha nhậu luôn. Gì? Ngon quá hả? Trời ơi, chưa chín luôn ơi. Nó ngon quá kìa. Ngoài cho nó gã thịt. Xong cái mình lược. Rất bọt nắng cá mới được. Xong rồi, có cái gì đựng này xong rồi. Giá rất bọt chứ không được. Xả đi không? Ui da, nóng. Rồi cái mùi thơm. Cả nhà có nghe mùi không? Biết chừng nào mà công nghệ nghe cái mùi ta. Đọc. Ủa xong. Mấy anh em biết nào mà công nghệ mà nó mình ăn cái gì mà nghe mùi được cái đó không ha? Coi mà nghe mùi luôn ha. Chắc cái máy bị lủng. Gì? Máy bị lủng. Thấy chứ bộ, sau này chắc có đâu ơi. Lỡ mình đi qua cầu kiệu thì nghe cái mùi luôn rồi sao ta? Nghe liên nghe đâu nghe mùi cho nó mạnh lắm mà nghe ăn đó rã trơn nó xong đừng có chọc đó. Lượt đâu vậy cái nồi đó vớt qua cái xương cá kiếm cái gì hứng mới được xong rồi bỏ cái hầm luôn đi này để cái hầm với cái cá vỏ cá ấy mình ăn rô ở đây lú nuôi cá rô nhiều lắm cả nhà. Ủa tính chất gì gì luôn hả? Có vớt cho nó bớt xương đi chút khỏi dính mấy nhiều. Đúng rồi ha, còn xương không ha. Ừ. Vậy mới ngon chứ. Cái này mình nấu cái nào mùi đậm đặc nha cả nhà. Nửa ký mắm. Nấu được cái nồi lẩu.
cái này dính vô mình một cái thì thôi luôn. Thôi đừng trộn nữa, văng dưới đất rồi. Thịt mình lấy hết trơn đó cả nhà, còn xương không cả nhà, thấy không? Đó. Này cả nhà thấy xong. Đó, hết thịt luôn nha. Bây giờ mình lược nha. Nhớ lên. Trong xe luôn cả nhà. Rồi. Để đi, đừng ngay. Bỏ đi chút xíu mà nhầm nhò gì? Bỏ cái thịt á. Thịt dứt luôn. Đó, thơm phức luôn nha cả nhà. Thơm gian mùi mắm cá linh vậy đó cả nhà. Vậy là đơn giản thôi cả nhà. Vậy là mình ướp xong rồi đó. Thì xong cái mình nấu nước lắm, nước lẩu xong rồi cái mình lặt rau xong cái mình lên bếp thôi. Đơn giản. Rồi, cho vô đây mới đi không ơi. Ừ. Đây. Xô lên đi, để vô hết luôn. Thêm miếng nữa. Còn khá nè. Phẩm nhuyễn nhuyễn á, hồi mình ăn nó không bị nhám. Rồi, mình cho vô miếng xả nha cả nhà. Xả ớt. Làm đà liền. Rồi, dọn chén được rồi đó cả nhà. Này có nói mình thử cái. Hả? Để mình phải mình thử tỏi xả cái nó thơm. Tiếp một. Gì cũng ngon mà. Được chưa? Quá đã. Quim. Quá ngon cả nhà ơi, nhức nách, nhức nách. Mùa này là làm gia đình vũ đế. Nhưng mà tối nhớ đánh răng nha. Sao chứ Lộc? Thơm mùi mắm mới được. Cà vào chứ, cho cà vô đây. Đây, đây sắc, đây sắc, đừng sắc. Đừng hối, đừng hối. Nó chín trước ở đây. Rồi, chọc nha. Chạy làm bốn được rồi. Xong. Một chọc đó. Chọc nè. Lột trắng hết. Rồi, sẽ sao nè, sẽ làm bốn hay là sẽ ngang nhỏ nè. Sẽ tròn nè. Sẽ dài đi hả? Ừ. Rồi đặt đi xuống. Đặt đi xuống. Ăn mắm là không thể nào thiếu cà được. Hả? Thấu. Thôi, đổ ra đây, đổ lên đi. Đặt xuống không? Đúng. Dẻ đi, bỏ vô đây trong mớ ấy này, mớ này cho nó chín. Để đi. Đặt xuống này, xuống đi. Các bạn này làm cái đồ để đồ đồ ngon ha. Kế dữ lắm đó chứ. Gõ khúc dưới đít đi. Nó hút bùn vô anh đó. Khúc sâu sâu đây khoảng hãng tất 5 phân đi. Ừ. Đây cả nhà. Rất là non nha. Để cho cà vô cả nhà ơi. Rồi được không ơi? Từ từ nghe xong, mắm nghe xong. Nín thử đó chứ. Đó. Dạ. Giữ ra cả nhà. Cái da này nhé. Quên lấy cái giá lỗ xuống lên. Trời ơi, phai nó màu lớn. Gâu. Gâu. Đi đâu nắng cái trận? Xuống ai nắng hả? Về nè. Gâu. Chiếc gì vậy, ha? Đi đâu đắng sủa người ta trần. Vô Lộc ơi. Vô. Ừ, đây bên đây nè, cho xong rồi đó. Đây nè, cho Lộc chăm. Xong lấy gì vậy trời? Cái lỗ. Rồi. Mình cho cá vô ha. Múc cá. Quá ngon cả nhà ơi.
Đây, đưa cá móc cá. Rồi đợi cá ngoài luôn ha. Nó vô hũ. Tụng đá hay vậy? Cái cá cầm nổi trời. Ê, lá này gió keo uống nè, cho nó ngậm vô cái thùng ra mỏ luôn á. Ly nè. Đem ly lên sẵn nè. Đây vô cá cả nhà. Nhiều nước ở xong. Cho nó hai giá đi ha. Đó. Ra nêm nước không lấy giá này nêm. Ngon. Cánh nó đẹp cả nhà. Chiều nhậu đây là đúng đời luôn cả nhà ơi. Vừa vừa đều lộ bầu xuống nha cả nhà. Đây đứng xuống nó cũng hơi xa. Nhóc cậu cũng phải đứng nha cả nhà. Có cái dao vô đập. Dạ có rồi phải không? Dạ để như vừa. Đây là trái đậu rồng. Đậu rồng. Ăn sống ăn mắm rất là ngon. Cái này hồi ai ăn cái trụng chứ. Trụng dài đọt hơn. Giòn. Ngắt cái nào non đó. Vô nhút. Già quá bỏ ra coi. Ở cái nào non đó mình. Rồi vô nhút nè. Mấy bên đó. Đầu dòng nó ngon một cái hay ghê hồn luôn mấy ông ơi. Ngon kèo mà. Anh đứt đi mình làm hết cho mình nhúng rồi nó ngon lắm. Để thôi nó dai. Vô đi. Đúng rồi đó. Vô. Vô để cái tiệm ngắt nó hết nữa. Rồi cái này để đây đi. Vô. Cái đường xương nè. Vô. Xương gì? Mà cá này có gì đâu mà xương lợn chứ lấy chứ đừng tới hồi tới hồi ra cả nhà. Thôi mình mời cả nhà cái đi ha. 1 2 3 vô mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà lẩu mắm cả nhà ơi. Mời cả nhà lẩu mắm cá lòng tông nha. Sao mắm không phải ăn cà miếng cho vừa đây làm miếng cà nha. Cái nhà miếng rau dừa nha. Thấm được gà ngon. Ngon. Mời cả nhà miếng rau nhút nha. Ngự món cái trang hen. Thơm lắm bà. Lúa vô cá đây. Nóng bà nội ơi. Bỏ cho mấy con súng vô. Ngon. Lâu lắm đầu mới ăn. Mắm ngon ha. Cứ ăn cái gì đó ăn ngon cái nè. Đây miếng rau dừa với miếng rau nhút. Hai cái luôn cả nhà ơi. Thơm lắm nha cả nhà. Cá này là mình đâu có vớt gấp đâu, chứ mình vớt nhiêu nhiêu rồi. Bỏ vô chén. Ngon. Ngon. Quá đã. Để tôi thử trước coi. Mời cả nhà nha. Múc đi. Múc đi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Thầy Hấu đưa vô Hấu. Anh em mình đây thì gấp nha. Còn có khách thì mình lấy giá nút nha anh em. Vô hổ. Chắc chưa? Ngọt chứ ta. Ngon chưa? Đã. Ngọt. Ngọt từ xương, ngon từ thịt ha. Thôi. Cứ là nó nhiều rác rồi có nồi lẩu mắm nữa. Luôn. Quên lúc về. Thêm ly rượu cay nữa. Cho miếng cà cái. Lưu lưu thôi. Vô miếng súng nha. Cái này còn thiếu món anh em mà. Dạ muốn. Còn thiếu món nữa. Cái nào biết không? Khu vực lúa. Mùa đây là bao đê cái nha. Nên dạ muốn nó không có còn non nữa. Này mình cây đi. Giờ hết mưa rồi. Hước cơm. Hỗ trợ thêm là đậu rồng. Nhúc để vô nó dài nữa không? Dài. Đụng vô á. Đâu có dài. Ăn liền đi anh em. Ăn liền anh em. Ăn mắm thì mình khỏi khỏi chấm. Mấy năm mới ăn cộng gì rồi lại được. Cơm. Ăn cơm cái thứ là cho nó. Thôi rồi cơm nóng rồi. Bỏ ăn gì rồi. Đúng rồi, chỉ ăn cơm đi. Đâu ai nói gì đâu, cái nhà cũng cho bụng. Cái nhà cũng cho. Ăn no tốt là làm việc nó khỏe nữa. Hiệu quả ha. Cái này ăn cơm ổn. Vô. Vô. 1 2 3 vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha.
con ngán lọc ngán uống 50 thôi. Dạ vui uống phải vô đùi vậy đó. Dạ ngon á. Ừ ra nó ngon. Mắm thì là gì là dừa, nửa ký là nấu nồi lẩu dừa. Một ký thì nó hơi đậm, đậm quá. Đặc quá thì nó ngán lắm. Gì là dừa cả nhà. Một nồi lẩu cả này cả nhà. Cả nhà nấu nửa ký mắm là dừa ngon lắm. Vớt lên em ơi, vớt cái. Ừ. Nhà tôi gấp rồi, gấp có nhiều đâu. Từ từ đi, từ từ. Còn được rồi. Ừ, cừ. Nóng quá. Đấy đây. Ừ. Nóng quá. Đỡ rồi. Bỏ xuống nguội. Đang ngậm đến cà nóng không chết. Đợi này cá ngon ha. Nó bằng bằng bằng. Ngày chiều làm gì việc cái là chiều nó bụng. Sợ không còn á. Tại giờ xài lại sắp xử lý rồi. Ừ. Tìm cho trái nè. Vậy bây giờ mình tìm mương khác. Ừ. Còn thời gian mà. Tại đây xử lý là người ta xử lý là mấy cái cho chết hết trơn luôn cả nhà ơi. Uống ha. Phải xài đừng để bông ha. Ừ. Cho mình kéo hoài vậy ha. Cái lá là không hết. Cái điều nó cần. Rồi chị mình về gặp người ta đang pha thuốc á. Ừ. Ừ. Vừa bà con mình hủ không? Ừ. Vì ông Sinh. Sinh. Vô. Cảm ơn ông Sinh nha ông Sinh. Vô. 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 Một. Hai. Ba. Vô. Lớn tuổi chưa? Năm mấy à? 49, 50 vậy đó. Rồi. Cũng lớn tuổi vậy hả? Bự rồi mà. Vì cảm ơn chú Sinh nha. Nãy tưởng nó còn trẻ. Ăn quả với kẻ trồng cây cả nhà ơi. Ăn cá với hầm mà nhớ ông chủ. Chủ hầm. Ăn cà nhớ người trồng cà. Hồi nãy mình vậy là hai chồng đang trồng khoan với thuốc giải gốc xài đó. Ừ. Biết chủ vườn người ta chào rồi, đâu biết đâu. Nói vậy ra đúng đâu mấy ông giải phân môn. Ừ. Hai chồng ăn chín. Thích ăn món gì nữa mà bỏ vô. Ông gần là xương xương. Đã. Ê chồng. Con súng vô đây nó thấm mấy ghê mày. Con súng á. Nhiều dài quá. Ừ, giúp mà nhiều lỗ lắm. Ta anh con lỗ một chịu không nổi, nhiều lỗ quá trời sao chịu nổi. Giờ đậu rồi đó. Quá dài vậy, giờ lúc để lâu dài quá dài. Dài nhắc ít thôi, vô ăn vô ấy ra. Thôi được ok. Anh em lúa thì cũng rất là lâu qua nhà cả nhà. Ăn lẩu thì mình là dùng giá mình nuốt ra ngoài. Khi mà có khách nhưng mà anh em ở đây cũng thân lắm rồi. Đi đồng khát nước uống chung bình nước cả nhà. Giờ thì có khách mình mới dùng giá riêng. Quen rồi. Bây giờ anh em lúa cũng học theo cô chú anh chị góp ý á. Nên cũng rút kinh nghiệm. Còn anh em trong nhà thì mình sao cũng được. Ủa ngồi góc cây đằng kia nhìn thấy góc cây này bộ. Trời sao quá. Lúc xài á, cái lưới đó. Ừ. Bữa đi săn được không? Rồi sao? Rồi ý nó ăn cái lẩu này nè. Nói chung. Ừ. Rồi sao? Làm nói khó giải thích quá. Dòng giải thích gì đi. Không hiểu rồi. À. Dạ. Ôi cái nhà không lên hiểu làm gì cả nhà. Lu bu lắm. Ở nhà thấy vậy chứ ở ngoài lu bu lắm kìa. Chúng anh em một người một tính cả nhà. Anh em chung hòa nhau cùng nhau làm việc để kiếm được kinh tế cho gia đình. Thôi bây giờ thì anh em tạm thời ngưng clip cả nhà. Anh em cũng làm hết cái bình đó nghỉ cả nhà ơi. Ngày mai mình làm việc. Thôi bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà nha. Vô cái chào cả nhà ra anh ơi. 1 2 3 vô. Ờ, bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà.